Bánh chưng không có nhân. Wow, hoa đào đẹp quá. Mà nay đã là 27 Tết rồi, nhanh thật đấy. Tí ơi, ra đỡ mẹ một tay nào. À, mẹ đi chợ về. Nay mẹ mua nhiều đồ thế ạ? Chuẩn bị gói bánh chưng mà con. À, mẹ có mua bánh rắn mật cho tí nữa đây nè. Hoan hô mẹ. Ăn xong tí giúp mẹ rửa lá dong nhé. Tối nay nhà mình gói bánh chưng nha. Vâng ạ. Ôi cha, mỏi quá. Ai cha, con trai mẹ giỏi quá ta. Con rửa lá dong xong rồi, mẹ cho con đi chơi một tẹo nha. Ừ, nhớ về ăn cơm sớm nha con. Vâng ạ. Tèo, Tèo ơi. Tí đấy à, cho cậu này bánh rán mật đấy. Ngon quá, cảm ơn cậu. Tối nay nhà tớ làm bánh chưng đó. Nhà cậu chuẩn bị tới đâu rồi? Tớ cũng không biết. Hôm nay mẹ tớ vẫn đi cày thuê cho nhà người ta. Chắc là mẹ cậu để ngày mai mới gói đấy. Mẹ tớ bảo bố tớ ốm, tiền thuốc còn không đủ, nên năm nay nhà tớ không có Tết. Sao bánh chưng ở đâu ra thế này? Nhà mình tối nay mới gói bánh cơ mà. Nhà mình nhiều bánh thế này, hay là mang cho bạn Tèo nhỉ? Chắc bạn ấy sẽ vui lắm đây. Tối nay nhà mình có bánh mới rồi, không lo mẹ mắng. Tèo, cho cậu này. À, bánh chưng. À, vui quá. Thế là Tết nhà mình có bánh chưng rồi. Ê, cảm ơn cậu nha tí. Ừ, không có gì đâu. Nhà tớ còn nhiều bánh lắm. Thật á? À, cậu thích thật đấy. Ừ, Tết còn có cả bánh, kẹo, hạt dưa cơ. Giỏi quá nhỉ. Con mang cặp bánh chưng của mẹ đi đâu rồi? Con mang cho bạn Tèo rồi ạ. Cái gì? Sao con không hỏi ý kiến của mẹ mà dám đem bánh chưng đi cho hả? Con có biết đây là cặp bánh lễ chú hai con mang sang nhà để cúng tổ tiên hay là không? Con không biết ạ. Trời ơi, con với chả cái, giờ mẹ biết nói năng thế nào với chú hai đây. Mẹ tí ơi. Chào chị. Chị ơi, tôi sang gửi lại chị cặp bánh, quý hóa quá. Cháu tí quả là tốt bụng. Tôi vừa đi làm về, thấy cháu Tèo kể lại, nhưng mà tôi nghĩ cặp bánh này chắc là nhà ta chưa cúng gia tiên, nên mang qua đây gửi lại cho chị. Vâng, cảm ơn chị. Cháu tí nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì, mong chị bỏ qua cho. Thế nhà chị hôm nào thì gói bánh? Các cụ có dạy, đói ngày giỗ cha, lo ba ngày Tết. Nhưng mà nhà tôi á, đợt này khó khăn quá, bố cháu lại bị ốm, có mấy đồng thì đem đi mua thuốc hết trơn à. Nên Tết năm nay tôi giản tiện, không gói bánh chị ạ. Thôi, tôi xin phép chị, tôi về còn lo cơm lo nước cho hai bố con đang ở nhà nữa. Khoan, chị đợi tôi một lát. Sáng nay tôi đi chợ, mua nhiều lá và gạo nếp quá. Chị cầm về một ít gói bánh cho cháu Tèo nó vui. Chị để mà làm đi. Tôi không dám nhận đâu. Tôi cho nhà chị vay, chứ có cho không đâu mà ngại. Khi nào thu hoạch lúa thì chị gửi lại cho tôi. Có mấy lon gạo nếp thôi mà. Vâng. Thế chị cho tôi xin. Cảm ơn chị và cháu nhiều. Chắc là thằng Tèo vui lắm đây. Thôi, chị về cơm nước đi, kẻo muộn. Vâng, chào chị tôi về. Con trai mẹ đáng yêu quá, biết chia sẻ, giúp đỡ bạn lúc khó khăn là rất tốt.
Nhưng lần sau có làm gì thì phải xin phép mẹ trước nha chưa? Vâng, con biết rồi ạ. Con cảm ơn mẹ. Cha mẹ và người yêu. Quái, tối đến nơi rồi mà sao không thấy cái Lan nó về ông nhỉ? Chắc con nó bận chứ sao? Sắp bảo vệ tốt nghiệp nhiều việc lắm. Nhanh quá ông nhỉ? Mới ngày nào còn bé xíu mà giờ đã lớn, sắp xong đại học rồi. Rồi sự nghiệp của nó cũng rạng rỡ hơn ba nó cho coi. Chưa tốt nghiệp mà đã có hai công ty lớn mời nó về làm rồi đấy. Anh về nhé. Ừ, tạm biệt. Con chào ba mẹ. Lan, ai vừa đưa con về nhà vậy? Mẹ, anh ấy là bạn trai của con mẹ à. Lan, con nói sao? Con có bạn trai rồi à? Từ bao giờ vậy? Dạ, một thời gian rồi ạ. Con cũng định sắp tới dẫn anh ấy về ra mắt bố mẹ. Thế nó làm gì? Nhà ở đâu? Dạ, anh ấy là công nhân ở khu công nghiệp S2 ở gần đây bố ạ. À. Nhà ở miền Tây. Lan, bố mẹ không đồng ý. Bố còn chưa biết anh ấy là người như thế nào mà. Đúng, nhưng bây giờ chưa phải lúc con à. Con còn quá trẻ, có thể chỉ là sự bồng bột. Con còn cả một tương lai rộng mở ở phía trước. Còn cậu ta thì đợi sau này khi nào con ra trường, công việc ổn định, đến lúc đó con yêu rồi kết hôn là hợp lý nhất. Con cũng định như thế, nhưng tình cờ mà con gặp rồi yêu anh Tuấn. Bố chấp nhận cho con đi bố. Không yêu đương gì hết. Bố mẹ, vừa yêu anh ấy, con vẫn có thể hoàn thành tốt được việc học cơ mà. Không được cãi lời bố mẹ như thế. Bố mẹ cho con ăn học, không phải để con cãi lại như thế, nghe rõ chưa? Nhưng mà con yêu anh ấy, con không thể rời xa anh ấy. Con dám nói với bố như thế hả Lan? Thế nào là không thể rời xa? Vậy thì tùy con lựa chọn. Nếu đi theo nó thì con đừng có về đây nữa. Bố, hai bố con bình tĩnh đã nào. Bình tĩnh làm sao được? Con cái lớn rồi, không coi bố mẹ ra gì nữa. Xem nó có dám đi đâu ra khỏi cái nhà này hay không. Ông Lan ơi, bà cứ để nó đi. Ra ngoài mới biết, không ai thương nó bằng bố mẹ. Rồi sẽ tự về thôi. Lan, có chuyện gì thế em? Bố mẹ không đồng ý chuyện của chúng mình, còn nói những điều khó nghe. Tại sao bố mẹ lại tàn nhẫn như vậy? Bình tĩnh nào em, rồi từ từ sẽ có cách giải quyết thôi mà. Ba mẹ đâu có hiểu em cơ chứ. Thật ra cũng bởi ba mẹ thương em, lo cho em nên mới nói thế thôi. Em cần phải thật bình tĩnh vào nhé. Lại còn thêm anh nữa. Một người luôn đặt nhiều hy vọng vào con cái như ba mẹ em, làm như thế cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Em nghe điện thoại đi, mẹ chắc đang lo lắng cho em lắm đấy. Em không nghe, em thấy mệt mỏi quá rồi. Thôi nào, đừng khóc nữa, cũng đã tối rồi. Em chắc cũng đã đói, về nhà anh để anh làm gì cho em ăn vậy? Lan, em ăn đi, từ sáng tới giờ chưa ăn gì rồi. Em không muốn ăn tí nào. Thôi nào em, có thế nào thì vẫn phải ăn chứ. Ăn đi em. Em đừng buồn quá, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Cảm ơn anh. Có gì mà phải cảm ơn anh chứ. Vì anh đã đón em lúc em đang chán nản, đã nấu cho em ăn, an ủi em. Đúng là chỉ có anh là người thương em nhất. Thế còn ba mẹ em, em có nhớ ba mẹ đã nấu cho em ăn bao nhiêu bữa cơm ngon không? Em có nhớ ba mẹ đã bao lần dỗ dành, vỗ về em không? Em có nhớ đã bao lần ba mẹ đón đưa em tới trường bất kể mưa nắng, hay hồi hộp suốt đêm không ngủ được vì hôm sau em sắp tham gia một cuộc thi quan trọng không? Em là ba mẹ, nếu có nặng lời trách mắng con cái dù chưa đúng, nhưng cũng xuất phát từ nỗi lo cho em. Nhưng anh không trong hoàn cảnh như em, anh không hiểu được. Anh ước gì mình được ở trong hoàn cảnh như vậy, nhưng chẳng thể nào, vì ba mẹ anh đâu còn. Em
Em xin lỗi đã gợi lại nỗi đau của anh. Không sao, anh không muốn vì anh mà em cư xử với ba mẹ như vậy, làm ba mẹ buồn như vậy. Em bỏ nhà vì anh, anh thấy mình thật chẳng ra gì cả. Anh đừng nghĩ như vậy, anh là người rất tốt. Vậy em hãy nghe lời anh, Lan à. Vẫn không có tin tức gì của con Lan ông à. Đấy, tôi đã nói rồi, ông cứ bảo để nó đi, bây giờ nó đi thật rồi đó. Bà làm gì mà loạn lên thế, mới có mấy tiếng đồng hồ. Con với chả cái, ương bướng quá thể, bảo đi là đi luôn. Nhưng giờ khuya khoắt thế này, nó biết đi đâu. Bố, mẹ. Cháu chào hai bác ạ. Lan, con. Lan, ơn trời, may quá, con về rồi. Bố, mẹ, con xin lỗi vì đã khiến bố mẹ lo lắng. Anh Tuấn đã giúp con hiểu ra là mình thật tệ, mình không bằng một đứa trẻ. Cháu xin lỗi hai bác, chỉ vì cháu mà... Không, thật ra hôm nay cháu đưa con bé về an toàn là hai bác đã rất cảm ơn cháu rồi. Vậy hai bác và Lan nghỉ ngơi đi, cháu xin phép về ạ. À? Này cháu, bác nghe nói cháu làm ở gần đây, có thời gian rảnh á thì qua đây chơi với em và hai bác nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. À. Cánh cửa mới. Ai đã tự ý sửa đoạn dạo giữa bài? Xin lỗi ông, tôi chỉ nghĩ rằng nếu sáng tạo một chút thì bản nhạc sẽ mới mẻ hơn nên tôi... Này nít, nhạc sĩ quen với cậu mà dám can thiệp vào bản phối của tôi à? Ở đời phải biết mình là ai chứ. Từ mai cậu nghỉ được rồi. Tôi ổn, không sao đâu, mọi người đừng lo. Bao giờ công diễn tôi sẽ đến cổ vũ nhé. Tìm việc giờ khó thật, đi mấy ngày rồi vẫn chưa có nơi nào nhận mình. Tiếng đàn viêu lông ở đâu vậy nhỉ? Thì ra là ông ấy. Tiếng đàn nghe điêu luyện thật, bản nhạc cũng hay nữa. Một người đàn hay như vậy mà phải đi đàn dạo xin tiền, thật uổng quá. Cảm ơn cậu, nhưng cậu cầm lại tiền đi. Cháu chỉ còn đúng ngần này thôi, ông nhận đi, ông đàn hay lắm ạ. À. Ta không thể nhận tờ 2 đô cuối cùng của cậu được. Lẽ ra ông phải chơi đàn trong nhà hát mới xứng tầm, tiếng đàn của ông nghe rất tinh tế và đầy trải nghiệm. Cậu cũng biết về nhạc phải không? Vâng ạ, cháu là nhạc sĩ, không, đã từng là nhạc sĩ ạ. À. Đã từng là sao? Cháu vừa bị đuổi việc vì tự ý sửa bản phối của đạo diễn ạ. À. Chà, có bản lĩnh đấy. Thế cậu có kế hoạch gì tiếp theo chưa? Cháu không biết nữa. Đời nhà hát, chẳng lẽ xin vào một nhóm nhạc đường phố, ngày ngày chờ người ta bố thí cho vài đồng lẻ à? Có gì là xấu đâu. Nghệ sĩ ở đâu cũng vậy, đều phải cống hiến hết mình cho khán giả. Không phải vậy hay sao? Ông không biết cảm giác thất nghiệp thế nào nên mới bình thản thế được. Lẽ ra cháu không nên sửa bản nhạc đó. Có phải giờ vẫn yên ổn không? Cậu biết những nhóm nhạc lưu động chứ? Họ chẳng thuộc một nhà hát danh giá nào cả, vẫn cùng nhau say sưa biểu diễn, dù là ở cánh đồng, bãi đỗ xe, nhà kho bỏ hoang. Đừng quá tuyệt vọng khi một cánh cửa khép lại, cậu sẽ bỏ qua nhiều cánh cửa khác đang mở rộng đây. Cả tháng nay cháu đi kiếm việc mà chẳng nơi nào nhận, ông bảo lạc quan làm sao được? Ta hỏi cậu, mục đích sống cuối cùng của chúng ta là gì? Có lẽ là cảm giác hạnh phúc ạ. À? Vậy cậu hạnh phúc nhất khi nào? Đấy là lần đầu tiên bản nhạc của cháu được chơi trong ngày kỷ niệm của nhà hát Khán Phòng Lặng Đi, cho đến nốt nhạc cuối cùng rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Đó là ngày hạnh phúc nhất đời cháu. Xem cậu hào hứng chưa kìa, chàng trai trẻ. Có nhiều con đường đi đến đích hạnh phúc, nhà hát không phải là lựa chọn duy nhất. Vậy thì còn ở đâu nữa không? Giờ này ngày mai, hãy đợi ta ở quảng trường lớn nhé.
cậu đến sớm thế. Đêm qua cháu hồi hộp không ngủ được, thế là ngồi viết nhạc đến sáng. Vậy là có nhạc mới tặng những người bạn già rồi. Chào mọi người, hôm nay mọi người thấy khỏe chứ? Rất khỏe, chúng tôi cứ tưởng ông không tới chứ. Làm sao quên được, sẵn sàng nhé. Không thể tin nổi, đây là bản nhạc tay mình viết ra. Tiếng đàn của ông ấy như có ma lực vậy. Không biết chúng ta còn được lắng nghe những âm thanh tuyệt vời này đến bao giờ nữa. Hoàng hô, hay hoàng quá. Hay quá. Cảm ơn mọi người, xin được gửi lại lời khen này cho tác giả của bản nhạc, anh bạn trẻ đang đứng cạnh tôi đây. Ồ, ra vậy, hắn phải là một chàng trai tài năng, bản nhạc cảm xúc thế kia mà. Dạ, cháu không dám, nhờ ông đây chơi đàn quá hay thôi ạ. Tôi chỉ chơi đúng những gì cậu viết thôi mà. Để ta bắt tay cậu cái nào, chàng trai, cậu đâu rồi? Bà ơi, bà không nhìn thấy cháu ư? Ờ, ta đã lòa rồi. Cả viện chỉ còn vài cụ mắt còn tinh thôi. Thì thoảng cậu hay cùng ông bạn già đến đây chơi đàn nhé. Cháu hứa sẽ mời bằng được hai nghệ sĩ này về viện đàn cho các cụ nghe, được chứ ạ? À? Giờ thì đến giờ về rồi ạ. À. Họ không hề biết nhạc lý, họ chỉ nghe bằng trái tim thôi. Và họ đã rất thích bản nhạc cậu viết, thế là đủ, phải hay không? Cháu hiểu rồi. Đam mê không phân biệt sân khấu, nơi nào còn khán giả yêu nhạc, nơi ấy cần mình cống hiến. Đạo chích. Nhà này hai ngày nay không ai ra vào, chắc là đi du lịch rồi. Ôi trời, sao lại thế này? Hơi thở yếu thế này, bây giờ mà để ông ta ở đây thì ông ta sẽ chết mất. Mà giờ chẳng lấy cái gì thật là phí công. Hai ngày nay chẳng làm được gì. Nếu cứu lão thì mình sẽ bị bắt vì tội đột nhập. Nếu lấy vài món đồ thì không khéo bị khép vào tội cướp của giết người mất. Đúng là một ngày đen đủi. Thôi, mình sẽ đi êm ru như chưa bao giờ vào cái nhà đen đủi này. Hả? Xin cậu, hãy cứu tôi. Không được, bỏ mặc ông ta thì nhẫn tâm quá. Trời ơi, phải thay bộ đồ này đã. Xin mời người nhà bệnh nhân lên xe đi theo chúng tôi. Anh là người gọi cấp cứu? Dạ vâng. Mời anh đi theo xe chúng tôi đến bệnh viện làm thủ tục. Xin mời khẩn trương. Anh yên tâm, với phản ứng thế này thì tình trạng của ông cụ sẽ khá lên thôi. Nhưng cần phải có thời gian. Trong lúc này, việc chăm sóc của gia đình là rất quan trọng. Anh chú ý nhé. Ờ, vâng, cảm ơn bác sĩ. Nhưng liệu sẽ kéo dài bao lâu ạ? Cũng tùy vào thể trạng mỗi người. Có những người được chăm sóc tốt thì qua thời gian này khá là nhanh, chỉ trong vòng một vài tháng. Nhưng có những người sẽ mất thời gian hơn, thậm chí là cả năm. Cả năm? Vì vậy tôi mới nói việc chăm sóc của gia đình rất quan trọng với bệnh nhân mà. Đặc biệt là phải thường xuyên tâm sự với người bệnh để đánh thức trực giác của ông ấy. Anh nhớ cũng phải vệ sinh thân thể cho bệnh nhân hàng ngày nữa nhé. Ờ, dạ vâng, tôi hiểu rồi. Thật là xui xẻo. Mà sao cả cái nhà to vậy mà ông chỉ có một mình thế? Muốn yên thân cũng chẳng được. Giúp người khác rồi chỉ đem đến phiền phức cho mình thôi. Ông có biết không, 3 năm trước cũng chỉ vì tôi nhận giữ hộ người bạn chiếc túi mà tôi đã phải vào tù. Lúc đó tôi không biết trong đó có hàng cấm gì. Ra tù rồi chẳng ai nhận tôi làm việc cả. Thế là ước mơ làm kỹ sư máy của tôi cũng theo thế mà đi mất. Nước, nước,
Ông ơi, ông tỉnh rồi à? Để tôi gọi bác sĩ. Tiến triển thế này là rất tốt. Anh cố gắng chăm sóc ông cụ cẩn thận. Với tình trạng này, sẽ chỉ một thời gian ngắn để ông cụ có thể hồi phục và về nhà chăm sóc thôi. Vâng, tôi hiểu rồi. Tình hình này, mai bác có thể xuất viện. Nhưng về nhà bác nhớ phải cẩn thận. Lúc nào cũng phải có người bên cạnh nha. Đừng để như lần trước nữa nhé. Ông ấy đã tỉnh lại rồi. Giờ ông ấy chỉ cần bình tĩnh nhớ ra mình là ai thì lại chẳng quá là rước họa vào thân. Hay là mình cứ chuồn trước vậy? Tôi sẽ dặn lại với người già của bác nhé. Bác yên tâm, cậu ấy chăm sóc cho bác rất tốt. Vâng, cảm ơn anh. Cậu ấy vừa ở đây lại đi đâu rồi nhỉ? Anh Đạo, anh Đạo. Chào bác sĩ. Tôi... Anh đi đâu vậy? Ông cụ gọi anh vào. Ông cụ đang ở một mình, anh mau vào đi. Cậu định bỏ đi phải không? Ông biết tôi là ai không? Tôi làm sao có thể ở đây được? Ta biết chứ, ta biết cậu là ai. Và cậu sợ ta báo cảnh sát để bắt cậu phải không? Sau những việc cậu đã làm cho ta, cậu nghĩ ta có thể làm vậy sao? Nhưng tôi chẳng có quan hệ gì với ông cả. Tôi còn định trộm đồ của ông nữa. Điều đó không còn quan trọng nữa. Sau khi cậu đã không bỏ mặt ta nằm lại đó một mình, hơn nữa cậu còn chăm sóc và ở bên ta suốt thời gian qua, cậu là một chàng trai tốt, tốt hơn bất kỳ ai mà ta từng biết. Tốt ư? Tôi ư? Đã lâu lắm rồi mới có người nói với tôi như vậy. Ta đã nghe được hết những điều cậu nói với ta khi ta hôn mê. Hãy bắt đầu lại. Ta tin cậu có thể làm được. Cảm ơn ông. Máy dịch chuyển thời gian. Xuống ăn cơm đi con. Mẹ ăn trước đi, để phần cho con. Chắc con ngủ dậy con xuống ăn. Thái à, mẹ thấy con chỉ ăn, ngủ và nhốt mình trên này. Bao giờ mới thôi như vậy con? Con cứ để mẹ lủi thủi một mình à. Con sắp thành công rồi, mẹ yên tâm. Sắp rồi. Mẹ tưởng con còn ngủ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Chắc mình đang mơ. Bác mua nhiều đồ thế, đai có khách à? Không, có hai mẹ con thôi. Nhưng thằng Thái nó đòi ăn cá kho. Tôi định nấu thêm vài món nó thích nữa. Bác chiều cậu ấy ghê. Có mỗi cậu con trai, tôi không chiều nó thì ai chiều? Mẹ thật là, mình có đòi ăn cá kho đâu. Alo, vâng, đúng rồi ạ. Sao, đã có người đồng ý tài trợ cho dự án dịch chuyển thời gian của tôi ư? Vâng, vâng, tôi sẽ qua đó ngay. Mẹ ơi, con phải đi công việc, mẹ cứ ăn cơm trước nhé. Nhưng mà... Mẹ yên tâm, con sắp xong việc rồi. Thời gian tới con sẽ dành nhiều thời gian cho mẹ. Anh Thái à, sao mãi anh chưa quay lại? Bác gái yếu lắm rồi, anh tới bệnh viện nhanh nhé. Sao, mẹ anh đang ở bệnh viện ư? Được được, anh tới ngay. Mẹ ơi, mẹ sao thế này? Bác sĩ nói mẹ anh bị đột quỵ. Có lẽ anh nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Mà sao mãi anh mới quay lại vậy? Em gọi cho anh không được. Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ. Dù sao thì anh cũng đưa bác đến đây, rồi gọi cho em. Xong anh mới đi công việc, nên anh cũng đừng tự trách mình. Không.
không? Sao lại như vậy được? Anh không làm điều đó. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Con thật là bất hiếu. Lẽ ra con nên dành nhiều thời gian quan tâm đến mẹ. Mẹ hãy đợi con nhé. Con sẽ hoàn thiện cỗ máy thời gian để quay về bù đắp cho mẹ. Anh uống chút trà cho tỉnh táo. Hôm nay em nấu món canh chua. Dốc anh xuống ăn cơm cùng em và con nhé. Cảm ơn vợ. Cảm ơn em đã lo liệu mọi công việc, để anh có thời gian chuyên tâm vào nghiên cứu. Anh nghĩ mình sắp thành công rồi. Em cũng mong anh sớm hoàn thành dự án, để toàn tâm toàn ý dành cho mẹ con em. Hoan hô, mình thành công rồi. Mình thành công rồi. Mình phải thử nghiệm trước mới được. Xem nào, mình sẽ thực hiện được lời hứa với mẹ. Mẹ! Mẹ tưởng con còn ngủ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Trời, cứ như kiểu lâu rồi mới gặp vậy. Không được, mình sẽ không để mẹ và mình của lúc này biết chuyện này được. Nếu biết, mình sẽ chẳng thể có những phút giây trọn vẹn. Mẹ ơi! Mẹ! Em à, em qua bệnh viện với mẹ anh nhé. Khi nào đến em nhớ gọi cho anh. Mẹ ơi, con đã thực hiện được dự án của mình. Con đã có thể quay lại bên mẹ để bù đắp những việc mà trước đây con không làm được cho mẹ. Hay là mình quay lại những thời gian trước nữa. Mình muốn được sống bên mẹ thêm một thời gian. Anh ơi! Anh sao vậy? Anh mệt à? Anh không sao. Em tưởng anh bị sao. Anh đi nghỉ nhé. Hôm nay em nấu món canh chua anh thích nhất đó. Anh xuống sớm nhé. Phải rồi, mình không thể cứ mãi đắm chìm trong quá khứ. Mình còn phải dành nhiều thời gian bên vợ con. Có như vậy, mình mới không phải hối tiếc điều gì nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.